Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Yuki Hiratarot Reading của mình ha. Và bây giờ mình sẽ trải bài Sử Nữ tháng 5 năm 2020 ha. Các bạn nào mà muốn mua bài có hướng dẫn tiếng Việt ha, hoặc là mua đá thì inbox Facebook cho mình, hoặc là có cái đường link ở phía dưới ha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ sắp mình. Sắp tới thì Yuki sẽ ra cái bộ bài này á, có hướng dẫn tiếng Việt ha. Ok, và bây giờ mình sẽ vào cái trải bài của cung sử nữ tình yêu tháng 5 ha. Mình thấy tháng 5 là một cái tháng của cái sự một cái bước nhảy, một cái cột mốc mới, một cái điều gì đó mới, một cái quyết định táo bạo nào đó, hoặc là đã đến lúc để ra một cái quyết định nào đó, để có một cái sự tái sinh mới, để vượt qua khỏi những cái sự chao đảo, những cái conflict ha, sự mâu thuẫn ở trong cái cuộc sống, để chọn cái bình yên trong cái cuộc sống của mình nha. Nói chung một cái thông điệp về cái việc đó là bạn có những cái vấn đề mà nó có thể là lặp đi lặp lại, hoặc là nó là những cái vấn đề mà khó giải quyết. Giống như cho dù có hỏi lý do vì sao và bạn có biết nguyên nhân, hoặc là bây giờ bạn có đi tìm nguyên nhân đi chăng nữa, thì dường như là cái vấn đề này nó là một cái câu chuyện mà nó có rất là nhiều cái khúc mắc ở trong đó ha. Mà buộc lòng mình nghĩ rằng là bạn phải cần có một cái sự bắt lại một bước để nhìn nhận cái vấn đề. Ở đây á là cái nguồn năng lượng chung trước ha. Mình thấy là trong cái tháng 5 này là sẽ có những cái vấn đề mâu thuẫn, rắc rối, mệt mỏi. Và mình nói là có thể cái câu chuyện này nó đã kéo dài rồi chứ không phải trong tháng 5. Có thể là nó đang kéo dài cái vấn đề cũ nha. Và yêu cầu bạn phải coi như là đã đến lúc để quyết định, đã đến lúc để nhảy một cái bước nhảy cho một cái tình yêu, hoặc là cho một cái new love, cho một cái cuộc sống mới, một cái new life, một cái sự tái sinh, một cái sự bình yên nào đó nha. Đó là cái năng lượng chung được cho bạn ha. Tháng 5 thì mình thấy là có một cái cuộc nói chuyện nào đó nha, một cái cuộc nói chuyện nào đó, có thể là với một cái người mà rất là lâu rồi không có contact với nhau, không có nói chuyện với nhau, và cái người này có thể là soulmate của sử nữ, và bạn với cái người này có một cái khoảng thời gian không có contact với nhau, hay không nói chuyện với nhau, không có qua lại với nhau, coi như là có thể là ngắt kết nối với nhau một thời gian dài, và sẽ có một cái cơ hội để trải lòng, và cái người này họ sẽ come back, họ sẽ quay về ở cái người nào đó trong quá khứ, sẽ quay về trong cái cuộc sống của bạn. Và mình nghĩ rằng cái người này với bạn còn rất là nhiều cái đam mê trong cái tình cảm này, và mình nghĩ rằng ngoài cái showmate thì một cái người nào đó có một cái liên kết past life relationship với bạn ha. Sử nữ có một cái cảm xúc, một cái tình yêu với một cái người nam nào đó. Có thể cái người nam này là cung nước, sông ngư, cự giải, bọ cạp, hoặc là thiên bình. Có một cái tình yêu mà rất là ấp ủ, rất là ôm ấp, mãi nhìn về cái người này. Và mình thấy rằng cái tình cảm mà cái người này dành cho bạn á, nó không có công bằng. Nó có rất là nhiều cái sự đổ vỡ trong cái mối quan hệ này. Nó làm cho bạn còn đau đớn, nó còn quay lại ám ảnh bạn vào cái tháng 5 này nữa. Có rất là nhiều cái nỗi sợ hãi, hoặc là cái sự
lôi ra những cái tổn thương trong cái tình cảm đối với cái người này. Có hình ảnh của một bọ cạp ở đây nữa. Và mình nghĩ rằng là cái tháng 5 này là cái tháng để cho bạn thức tỉnh và bạn phải nhảy ra khỏi cái những cái vấn đề này. Mình thấy có một cái sự gọi là nhìn nhận lại mọi thứ, để cho những cái sự tự tin của mình nó nổi lên, để cho những cái vấn đề trong cái cuộc sống vật chất, tài chính đồ nó cân bằng lại cái cuộc sống của mình. Yêu cầu mình phải có một cái sự tự do hạnh phúc đối với cái cuộc sống của mình. Và muốn bạn chuyển đổi thành một cái người của muốn bạn trở thành một cái người của cái việc đó là kết nối với cái trực giác của mình, tiến về phía trước, chinh phục một cái đích đến mới hoặc một cái gì đó mới, một cái victory, một cái sự chiến thắng. Và yêu cầu bạn phải kết thúc một cái câu chuyện tình cảm với ai mà đã đi cùng nhau một cái vòng tròn. Và đó chính là cái mà hồi đầu tiên mình có nói, đó là một cái gì đó mà nó rất là đau đớn và nó tồn tại, nó dai dẳng, nó không có kết thúc. Nó là một cái gì đó mà bạn để trong lòng. Mình cảm thấy cái sự để trong lòng nhiều hơn ha. Bạn cứ, bởi vì có thể là bạn đi tìm cái nguyên nhân, lý do tại sao lại như vậy, lý do tại sao người đó lại rời khỏi mình, lý do tại sao cái mối tình đó nó đã thất bại, hoặc là lý do tại sao vân 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 vân. Những cái điều đó nó làm cho bạn cứ nhìn về, cứ đặt cái trọng tâm mình về cái chuyện cũ. Và đã đến cái lúc bạn phải cho nó một lần cuối cùng để nó trồi lên hết tất cả, để bạn nhìn thấy nó, để bạn kết nối với lại cái cảm xúc của mình, bạn nhìn thấy cái cảm xúc đó. Ở đây á, có một số bạn á, sẽ có một cái sự bắt đầu mới, cái tình cảm với cái người cung nước đó. Và cái người cung nước đó có thể họ sẽ quay về để offer cái tình cảm lại cho bạn. Hiện tại mình chỉ có cảm nhận trước ở đây thôi ha. Mình chưa có trải bài tiếp cho cái đối phương của bạn. Nhưng mà mình nói ở đây một số cái trường hợp cũ nha. Tại vì cái người cũ này quay về là để offer cho bạn một cái tình cảm, một cái sự bắt đầu lại. Và mình nghĩ rằng á, đối với một số bạn thì cái người này là người ở xa nè. Cái người này là người có thể là ở nước ngoài, có khoảng cách. Và cái người này họ sẽ đi một cái gì đó, một cái cổ xe, một cái xe hoặc là máy bay, hoặc là bất cứ cái điều gì ha, đến với bạn. Được chưa? Còn cái đối phương của bạn nha, cái đối phương của bạn á, cái đối phương của bạn á, mình thấy rằng là cái đối phương của bạn á, họ còn cái tình cảm, họ còn tình cảm với bạn, họ còn có những cái cảm xúc trong cái mối quan hệ này, họ vẫn còn giữ cái liên kết này, họ vẫn còn cảm thấy được cái tình yêu trong cái liên kết này. Có thể á, là bạn, cái người này có thể là lúc trước giữa tình cảm giữa hai người có rất là nhiều sự, một là mơ ước, giống như là ước ao một cái điều gì đó cùng với nhau, hoặc là có những cái sự một cái tình cảm rất yêu thương, nhưng mà nó lại là một cái gánh nặng, nó lại là một cái điều gì đó, ví dụ như là khoảng cách địa lý ở xa, nó khiến cho cái mối quan hệ này nó nặng gánh, nó mệt mỏi nó. Và mình thấy là có cái sự giống như là giống như là đối nghịch với nhau, hoặc là cần nhau, hoặc là chiến tranh với nhau, hoặc là cãi nhau, hoặc là so đo cái lời nói, cái tiếng nói, và thậm chí là có một cái sự ích kỷ nào đó trong cái những cái lời nói ha, làm cho cái người kia tổn thương. Hoặc là cho dù là như thế nào đi chăng nữa thì là ở đây mình thấy rằng có một cái sự gặp lại giữa hai người với nhau. Nhưng mà
nhưng mà đối với một số trường hợp thì cái người này với bạn á là một cái mối quan hệ có dính dáng gì đó với cái công việc, hoặc là vì cái công việc cho nên là hai người mới gặp nhau, hoặc là bạn là người thuộc cái tiếp người mà đang muốn tập trung vào cái công việc. Ở đây mình thấy một trong hai người. Có những bạn coi trải bài này thì là một gia đình với cái người này, giống như là kết hôn với người này, hoặc là có cái là gia đình với cái người này ha. Còn một số bạn á, ở đây có cái liên kết một khác nữa, đó là cái liên kết về cái vấn đề là bạn với cái người này chỉ mới là open relationship thôi, chỉ mới là những cái người mà dating với nhau, hẹn hò với nhau, nhưng mà chưa có cái điều gì khá là vững chắc thì có cái sự tan vỡ ở đây. Và có một cái người khác có thể là xen vào trong cái tình cảm này, hoặc là thị phi trong cái tình cảm này ha. Và cái đối phương của bạn có thể họ đã có gia đình nữa, thì nó là trải bài chung. Vì vậy các bạn hãy đón nhận giùm mình cái thông điệp ha. Ở trong này tháng 5 mình thấy rằng là có một cái sự rời bỏ đi khỏi một cái mối quan hệ, mặc dù là tan vỡ nhưng mà dường như là thiếu cái niềm tin với nhau. Có cái sự sợ bị tổn thương. Nhưng mà mình lại thấy là ở trong này á, rất là rõ ràng, có thể là một cái liên kết soulmate, một có nghĩa là có hai người trong cái trải bài này, một người là soulmate của bạn, một người là past life relationship với bạn. Và mình thấy là bạn rời khỏi một mối quan hệ để bạn lập lại cái niềm tin với lại ai đó, một mối quan hệ khác ha. Và mình thấy rằng là bạn rất là sợ tổn thương, và những cái vấn đề đã qua đó, có thể là cái sự cãi nhau đã qua, cái sự chia xa đã qua, làm cho bạn mất cái niềm tin vào cái tình cảm rất là nhiều. Nhưng mà mình vẫn thấy ở đây có một cái liên kết, cam kết ở đây trong cái tháng 5 này ha. Bởi vì mình thấy là có thể là sẽ có một cái communication lại. Mình không biết là cái cam kết này bạn sẽ cam kết với ai, nhưng mà mình cảm thấy rằng là sẽ có một cái cuộc nói chuyện lại, sẽ có một cái sự hội ngộ lại. Bởi vì cái đối phương mà hồi nãy mình coi cho bạn á, cái người này còn cái tình cảm với bạn. Tình yêu, tình cảm này là tình cảm ba người. Vì đây là trải bài chung cho nên các bạn hãy đón nhận thật là cởi mở ha. Mình chỉ chọn lọc những cái nào mà nó phù hợp, thật là nó đúng trong cái của mình để mình tham khảo ha. Và bây giờ mình sẽ bóc cho bạn lời khuyên nhé. Lời khuyên đó là đôi khi những cái vấn đề trong cái cuộc sống này á, bạn hãy chấp nhận với một cái trái tim yêu thương vô điều kiện nha. Không có cái gì phải lo lắng cả, bởi vì vũ trụ đã sắp đặt sẵn những cái kế hoạch cho bạn. Khi nào gặp lại ai đó, hoặc là khi nào phải giải quyết điều gì đó, hoặc là như thế nào, thì bạn luôn luôn thành thực với bản thân mình những cái điều bạn muốn, cái sự thật. Và bạn hãy nhìn vào cái tình yêu, và mình thấy rằng là focus vào, tập trung vào những cái điều gì nó đang phục vụ bạn, còn những cái điều gì nó không phục vụ bạn thì bạn hãy bỏ qua một bên. Và mình nghĩ rằng là cái tháng 5 này là cái tháng 5, cái tháng của cái tình cảm, một cái tình cảm là đã đến với bạn. Và đó là cái sự xe duyên của cái thần Cupid này. Thần Cupid đến với bạn ha, gửi cho bạn những rất là nhiều cái năng lượng của tình yêu, năng lượng của cái sự lãng mạn ha.
và các bạn nên nhớ rằng mặc dù đây là cái năng lượng của tháng 5 nhưng mà nó có thể nó sẽ là kéo dài hoặc là nó sẽ có thể là chồm qua những cái tháng khác ha, bởi vì nó là thông điệp chung và không phải đúng với tất cả mọi người, và đôi khi cái thời gian ngắn quá nó không có đủ khả năng để thực hiện, thì bạn hãy tin rằng là một ngày nào đó, một cái thời gian nào đó trong tương lai nó sẽ có thể xảy ra những cái điều này. Ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài của Sử Nữ ở đây ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, nhớ đăng ký kênh của mình để nhận thông báo khi có video mới. Xin chào các bạn.